Em thì lại không hoàn toàn khác, em thì lại rất là thích người trẻ tuổi hơn. Ủa đi cho. Mình vừa được chứng kiến cái sự hơi trẻ con của họ, mà vừa được chứng kiến cái quá trình trưởng thành của họ. Lại được chứng kiến cái thành quả mà cái người đó cố gắng trưởng thành để phù hợp với một cái người phụ nữ lớn tuổi hơn. Cái đó trong mắt em là rất thú vị. Bởi vì tổng thống Pháp là từng là người mà cưới người vợ lớn hơn tới 25 tuổi lận. Tức là có lẽ là đàn ông họ càng giỏi, họ càng thích chinh phục, họ lại càng thích người phụ nữ đó, đúng đấy, không? Đấy đấy đấy. Chị ơi, nhưng mà chị có sợ trường hợp đó là mình trồng một cái hoa lên xong rồi hả, đến khi cái hoa đó đơm bông kết trái thì một người khác lại hưởng rồi không? À, giống như là đàn ông trẻ thì người ta là cả thèm chóng chán đó. Không, tại vì như vậy này, ít nhất là từ cái lúc mà yêu cho tới cái lúc mà người ta đi cho người khác đó, thì mình cũng đã được hưởng cái đó rồi. Trời, thì cũng đã được hưởng cái sự trẻ trung rồi. Còn nếu mà mình lấy trai trẻ thì họ sẽ kiếm được tiền lâu dài hơn. Nhiều khi khác chứ, nhiều khi cái người lớn tuổi là người ta có sẵn tiền rồi, còn trai trẻ là mình nuôi đó. Không, mình nuôi không.